chào các bạn, mình là Mai Quy. Hiện tại mình đang đứng ở đây, các bạn thấy là chung quanh đây Mai Quy đứng là ngập tràn hoa các bạn. Đây là những cây đen đu nắng xưa, những cây đu nắng xưa mà phải nói rất là có giá trị. Nhớ là thời 10 năm về trước chơi lan thì những cây này là có thể là mơ ước thôi, chứ có thể là chúng ta không có lấy được các bạn, có mua được. Như là nó quý như là cây kiếm vàng Phan Chí bây giờ vậy đó. Tức là những cây ví dụ như 10 bích nè. Đây là 10 bích nè. Là hổ mang nè, hay là kinh năm tia nè. Đó là những cây mà phải nói là mơ ước cái thời mà Mai Quy giao làm lan 10 năm về trước, cực kỳ quý hiếm, cực kỳ đắt tiền các bạn. 10 năm về trước thôi mà một cái kỳ của cây 10 bích như vậy thôi nó đã là 300.000 đồng các bạn. Mà phải nói là năn nỉ để mua, y như bây giờ chúng ta chơi những cây như Phan Chí như vậy thôi cũng đã năn nỉ mua. Thì hôm nay Mai Quy xin giới thiệu một bộ combo với giá tiền rất là đặc biệt, khuyến mãi cho các bạn ha. Khuyến mãi mình sẽ bật mí ở cuối video. Bây giờ mình xin giới thiệu những cây mà trong video này Mai Quy giới thiệu ha. Thì hồi nãy mình nói là cây 10 bích đúng không ạ? Thì đây là cây 10 bích. 10 bích thì qua nó có sọc các bạn ha. Đây là 10 bích ha. Đây các bạn coi ha. Qua nó dựng hai tay thật là đẹp. Có sọc chạy, sọc đỏ chạy và cái lưỡi nó có đỏ ở trong ra. Thì cây 10 bích á là nó là một cây quý nhất, có thể nói là quý nhất trong top đen đu nắng. Một cây 10 bích như vậy chúng ta có thể chơi trên 3 tháng mới tàn. Trên 3 tháng mới tàn bông nha các bạn. Và cây cực kỳ hùng mạnh, tức là nó rất là khỏe. Và thân cây, tuy là nó là cây bông đỏ tím nhưng thân của nó là màu vàng các bạn. Càng trong nắng nhiều nó càng vàng rực lên các bạn ha, các bạn chú ý điều đó. Tức là cái thân nó rất là óng ánh, nó đẹp màu vàng. Đây. Thì cái cây bán của mình thì mình xin nói luôn là lô hàng này là lô hàng thanh lý. Có nghĩa là sao ạ? Giá nó sẽ rẻ tiền. Cây xưa giá rẻ tiền. Và cái cây của nó là những cái củ già như vậy sẽ rụng lá nha các bạn. Nó chỉ còn giữ được 1 đến 2 thân có lá thôi. Thí dụ như 1-2 thân có lá như vậy. Đây, thí dụ như chúng ta thấy cái chậu này không? Là coi như còn giữ được 1 thân có lá vậy thôi. Chứ không còn. Chúng ta về thì chúng ta sao ạ? Chúng ta chơi bông này xong, hoặc là chúng ta cắt bông, thì chúng ta sẽ nhổ chậu lên, bỏ chậu này đi. Cắt bỏ hết những cái củ già này đi, chừa lại 1-2 thân đầu có lá thôi. Chúng ta trồng lại thì cây sẽ phát triển rất là nhanh các bạn ha. Vì để như vậy thì cái chất trồng nó cũng đã hết rồi. Vì cái chậu này là chậu cũ mà nó cũng đã lâu rồi. Nó đã tên tới đời 2, 4, 6, 7 gia hành rồi các bạn. Tức là 7 đời rồi. Nó khá là gọi là kỳ cụ ha, khá là già đời. Thì cây đầu tiên Mai Quy xin giới thiệu đó là cây lan 10 bích. Một cây lan rất là có giá trị và nổi tiếng trong giới chơi đen nắng. Một cây thứ hai Mai Quy muốn giới thiệu, một cây đó là cây lan thơm. Đó là cây gì ạ? Đó là cây bông trắng thơm nhưng mà má nó có màu vàng nha các bạn. Đây là cây Sesawai má vàng. Có nghĩa là sao ạ? Ở ngay cái họng đây nó sẽ có hai cái má vàng để chúng ta thưởng thức cái vẻ đột biến của nó. Tức là bình thường chúng ta mua Sesawai thường là không hề có cái má vàng các bạn ha. Thì cây này là mình thấy đây các bạn coi nè, đó, nó có cái gạch má vàng ở trong. Thì cái gạch má vàng này thì có cây là gạch đậm, có cây gạch lợt và có cây có lúc nó không ra gạch. Nhưng mình đảm bảo luôn là lên vào bông khác là nó sẽ có gạch các bạn ha. Vì nó là đột biến, nó là một đột biến má vàng nên thành ra là nó không phải là má vàng trọn vẹn hết. Tức là có lúc nó rất là đẹp các bạn, nhưng mà có lúc là nó ít thôi, tùy theo thời tiết và tùy theo phân bón của nó. Thì theo ha, cây này thì trong giới chơi lan kỳ cụ thì không lạ gì cái Sesawai má vàng các bạn ha. Đây. Thơm lắm nha các bạn. Và chúng ta chú ý thấy ha, cái giò bông của nó rất là dài các bạn. Giò bông của nó được bao nhiêu mà 2 4 6 8 10 12 khoảng 15 bông, nhưng mà giò bông cực dài cho chúng ta chơi. Cũng vậy luôn, quy cách cây là từ nãy giờ mình cầm lên cho các bạn xem ha. Và khi gửi hàng thì bên mình á sẽ không có rễ cái giò bông này cho chúng ta nha. Vì như vậy là đóng rất là tốn nhiều cước. Thì bên mình sẽ cắt cái giò bông này nè, bên mình sẽ cắm vô cái chậu này để các bạn biết là nó có giò bông. Còn những bạn ở gần hay những bạn mà đồng ý cước cao, cước mắc tiền thì mình mới để giò bông cho các bạn. Chứ bây giờ chúng ta chú ý đi, cái thùng này nếu mà đóng như vậy là phải dài 1 mét hơn đúng không các bạn.
thì chúng ta cắt này thôi thì cái thùng nó chỉ còn có 40-50 cm thôi, thì nó sẽ tiết kiệm cái cước về cái công vận chuyển cho chúng ta ha. Thì các bạn chú ý ha, tức là về cơ bản là bên mình xin phép cắt cái giò bông của nó, nhưng mà các bạn nếu có nhu cầu để bông chơi thì cứ để ha, nhưng mà giá cước nó sẽ cao lên nha các bạn. Thì từ nãy giờ mình giới thiệu hai cây quý rồi đúng không ạ? Một cây quý nữa, thứ ba mình xin bật mí ở trong video này. Video này là có một cây mà trước đây mình chưa bán, đó là cây Java ha bạn ha. Cây Java thì bông nó như vậy, trắng lửa tím cực đẹp, cánh hình thoi, đây là một dạng pin, cánh pin. Mình đố các bạn kiếm cái cây này ở đâu trên thị trường, cái loại Java này bây giờ, cái loại bông mà bông như vậy nè, cấu trúc như vậy nè, cái cánh pin là sao ạ? Ở cái cánh này, cái đầu cánh này nó hình thoi, các bạn thấy nó hình thoi không ạ? Còn ở đây là những cây đen nắng thì chúng ta thấy à, nó là cánh nhọn ha các bạn ha, nó là cánh nhọn chứ nó không phải là cánh hình thoi. Cánh hình thoi nó sẽ làm cho cái bông chúng ta to lên ha. Và đặc biệt cây này là gì ạ? Trắng mà lưỡi tím, nó có điểm nhấn rất là đẹp. Và đặc biệt là đó là một cây lan quý hiếm, tên của nó là Java các bạn ha. Java thì cái cây lan cũng bán như vậy luôn, cũng có một thân có lá như vậy nha các bạn ha. Về chúng ta cắt những thân này đi, chúng ta chừa lại hai thân bự nhất để trồng thôi nha các bạn. Đó là một cây lan quý hơi thơm nhẹ nha các bạn. Cây thứ ba là một cây lan mà cũng là cổ quý nhưng mà ít gặp lắm các bạn. Một cây lan thứ tư mình xin giới thiệu trong cái video này mà nó là ấn tượng vì cái dòi bông của nó, cái thân của nó. Đây là cây kinh năm ha bạn ha. Đây là cây kinh năm, tôi gọi là kinh năm tia. Các bạn thấy không, bông nó như là con rồng vậy đó các bạn. Bông nó là ngay cái nách nhỏ này thôi nó đã ra bông rồi. Và cái thân của nó do nó dài quá, chúng ta không có cặp lên nên nó quằn ngoèo, chứ về chúng ta trồng nó cặp dày là nó thẳng lên nha các bạn. Nhưng mà cây này là tại vì thân nó khá là mảnh. Cái loại cây này chúng ta có thể trồng làm cái cổng rào á các bạn. Nếu chúng ta mà có nghệ thuật chúng ta trồng giống như cái cổng rào này nè. Tại vì cây nó mềm, nó thon, nó gọn, nó bẻ, nó không có bị gãy, các bạn thấy không? Đó, chúng ta để như vậy là một cái cổng rào đẹp không ạ? Đó, nó ra bông. Một cổng rào hoa lan mà đen go là chưa gặp. Nhưng mà chúng ta nếu mà mua cây kinh năm chúng ta có thể làm như vậy rất là đẹp. Cái kinh năm bán thì nó là loại cây dài các bạn ha. Cái cây thứ sáu mình muốn giới thiệu trong video này đó là cây ba màu Bichia. Cũng là một dạng cánh thoi, bông dạng pin. Cánh thoi pin các bạn ha. Cánh thoi pin y như là cây Java vậy đó. Mình kiểm đi kiểm lại bây giờ mà cái loại cánh hình thoi mà như vậy thì chỉ còn có hai cây này là kiếm được hàng thôi, ngoài ra là rất là hiếm. Thì cái cây này là cây thứ sáu. Thì tin vui là chúng ta mua những cây thanh lý này 5 cây, cứ 5 cây trở lên, cứ 5 cây là mình tặng một cây. Thí dụ mua 5 cây tặng một cây, 10 cây tặng hai cây. Đó là cái khuyến mãi mà Mai Quy muốn dành cho chúng ta trong cái video này. Tức là mua 5 cây là tặng một cây ha. Còn các bạn có thể tức là tặng trong cái đám cây này nha các bạn ha. Tặng trong cái đám cây này để nó đồng chất đó. Thì cái bộ combo này thì không có bao ship ha các bạn ha. Nhưng nếu các bạn mua 10 cây bên mình sẽ bao ship, với điều kiện là các bạn có đặt cọc hay cái gì đó để bên mình, vì cái thùng hàng nó bự á, cước phí nó nhiều, mà các bạn không lấy hàng, không đặt cọc thì bên mình sẽ bị gọi là bị bom hàng, là nó tốn rất là nhiều chi phí. Tức là 10 cây thì bên mình sẽ bao ship đó. 10 cây bên mình sẽ tặng hai cây cho các bạn luôn mà bao ship luôn. Còn nếu ta mua 5 cây thì tặng một cây nhưng không bao ship. Nhớ các bạn nhớ ha. Rồi, thì đây là 6 cây Mai Quy xin giới thiệu. Chúng ta có nhu cầu mua hàng hãy nhớ là comment bên dưới, để lại số điện thoại hoặc là liên lạc trực tiếp qua số Zalo và ở video này mình đăng, hoặc là các bạn vào trang web siêu thị hoalan.com để đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video từ nãy giờ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Mai Quy trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.